Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 30 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, mỗi sào cà chua cho thu lãi trên 10 triệu đồng. Chị Vũ Thị Phượng, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, thu lãi hàng tỷ đồng từ trồng hoa. Năm 2016, 7 xã của huyện Kim Động không xử lý đất dư dư. Sông Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm nghiêm trọng do các nhà máy xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Văn Lâm, tình trạng xả rác thải bừa bãi trên đường liên xã Đại Đồng – Việt Hưng và tình trạng đổ phế thải lấn chiếm công trình thủy lợi và hành lan toàn giao thông ở thị trấn Như Quỳnh. Trao giải của thi sáng tác về tỉnh Hưng Yên năm 2016. Một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Việt Hòa, huyện Khói Châu. Sáng nay, khối thi đua mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hưng Yên. Trong năm 2016, khối thi đua mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành đề mạnh cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ hội viên đoàn viên thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, phương hướng nhiệm vụ đề ra của ngành đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Để mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các đoàn viên, hội viên trong mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động như cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, khối thi đua mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh đã ký giao ước thi đua năm 2017, bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2016 và bầu trưởng khối thi đua năm 2017. Ngày 29 tháng 12, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Tại hội nghị, Đảng ủy khối doanh nghiệp yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc học tập quán triệt nội dung của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đồng thời nâng cao nhận thức về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nắm vững quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Ngày 30 tháng 12, huyện ủy Phù Cử tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Các đại biểu đã được quán triệt nghị quyết số 04 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghe dự thảo kế hoạch của Ban thường vụ huyện ủy Phù Cử thực hiện nghị quyết lần thứ tư, nghị quyết số 05 06 của ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Các đại biểu cũng đã được quán triệt các đề án của ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 có phần tăng cường xây dựng đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, gắn với mối quan hệ phối hợp công tác giữa bí thư tri bộ và trưởng thôn giai đoạn 2016-2020. Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Phù Cử về việc triển khai thực hiện các nghị quyết số 05, số 06, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và các kế hoạch của Ban thường vụ huyện ủy vụ Cử về việc tổ chức thực hiện các đề án của Ban thường vụ tỉnh ủy. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về kinh tế. Đến nay, huyện Kim Động thu được khoảng 12 tỷ đồng từ xử lý đất dôi dư. Bên cạnh những xã làm tốt thì vẫn còn nhiều xã thực hiện chậm có dấu hiệu trì hoãn trong thời gian gần đây. Đặc biệt, toàn huyện còn 7 xã không thu được tiền đất dôi dư trong năm 2016. Năm 2016, huyện Kim động đã xử lý đất rơi dư, dư được 15 hồ sơ với diện tích 3.422 m2, thu hơn 1,5 tỷ đồng. Những xã tích cực trong năm nay là toàn thắng, Trinh nghĩa, Nhân la và thị trấn Lương bằng. Tuy nhiên, toàn huyện có 7 xã không thu được thêm tiền đất rơi dư, dư là Ngọc Thanh, Đồng Thanh, Hồng An, Vũ Xá, Nghĩa dân, Mai động, Thọ Vinh. Điều đáng nói là nhiều hộ có diện tích đất dôi dư, dư rất lớn nhưng vẫn chưa được xử lý như gia đình bà Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Định ở xã Chính Nghĩa với hơn 600m2, ông Phạm Văn Toàn ở xã Mai Động trên 400m2. Nguyên nhân chủ yếu được các địa phương đưa ra là diện tích đất dôi dư, dư nằm xen kẽ trong dân cư nên khó cho việc xử lý, điều kiện kinh tế của người dân còn hạn chế. Tuy nhiên theo chúng tôi, nguyên nhân chính là do 7 xã và cuộc thiếu tích cực chấp hành không nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Hiện nay, người dân xã Trung Nghĩa, thành phố Hương Yên đang tích cực thu hoạch cà chua để cung cấp cho thị trường. Toàn xã Trung Nghĩa hiện trồng 10 ha cà chua tập trung chủ yếu ở hai thôn Tính Linh và Đào Đặng. Theo người dân ở đây cho biết, năm nay do thời tiết thuận lợi nên sản lượng cà chua tăng cao hơn so với năm ngoái, nhưng giá cà chua năm nay lại thấp hơn 30% so với năm trước. Trung bình ra bán tại ruộng từ 4 đến 5.000 đồng 1 kg. Cà chua được trồng từ tháng 8 sau 2 tháng sẽ cho thu hoạch liên tục trong 4 tháng. Trung bình mỗi sao cà chua cho thu từ 4 đến 5 tấn quả, trừ chi phí cho thu lãi trên 10 triệu đồng. Người dân tiêu thụ tại các chợ trên địa bàn tỉnh, ngoài ra các thương lái đến mua để bán ra các thị trường lân cận như Hà Nội, Hải Phòng. Là một trong những hộ đi đầu trong việc chuyển đổi cây trồng, những năm vừa qua mô hình trồng hoa của gia đình chị Vũ Thị Phượng ở thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn Giang đã có nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Xuất phát từ sự đam mê, thích sưu tầm các loại hoa cách đây 5 năm, chị Hoàng Thị Phượng đã mạnh dạn đầu tư trên 300 triệu đồng để chuyển đổi từ cây rau màu sang trồng hoa. Hiện gia đình chị đã có trên 3.000 m2 nhà kính chuyên trồng hoa chất lượng cao như hoa lan hồ điệp, và các loại phong lan. Năm nay, mô hình đã trồng được trên 40.000 cây lan hồ điệp với chất lượng cao. Chị Phượng cho biết, thị trường tiêu thụ loại hoa chất lượng cao này rất rộng và ổn định, không chỉ tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc mà còn có nhiều khách hàng ở miền Nam đặt mua. Đến thời điểm này, cơ bản vườn hoa của gia đình chị đều đã được khách hàng đi đặt mua với giá 90.000 đồng một cây. Với các chậu đã được trang trí 10 cây có giá 1,5 triệu đồng, ước tính gia đình chị sẽ có nguồn thu khoảng gần 4 tỷ đồng. Trong những ngày vừa qua, người dân rất bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông Bắc Hưng Hải ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và gây khó khăn cho công tác chuẩn bị đổ ải. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do sông Bắc Hưng Hải phải hứng nhiều nguồn nước thải chưa qua xử lý của một số khu công nghiệp thuộc địa phận thành phố Hà Nội như khu công nghiệp Gia Lâm, khu công nghiệp Sài Đồng đổ ra sông Cầu Bây rồi qua cống Xuân Thụy và cống Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Phan Lâm. Tại Hương Yên, Hệ thống sông Bắc Hưng Hải tiếp nhận nước thải sinh hoạt công nghiệp và nước thải làng nghề qua sông Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, rồi nước thải công nghiệp sinh hoạt qua sông Cầu Lường trên địa bàn huyện Vĩ Hảo. Đây cũng đang là những dòng sông chết có nguồn nước đen đặc với chỉ số ô nhiễm cao từ nhiều năm nay. Theo đó, nước trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải nhiều đoạn bị chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối. Tại một số cửa cống, nước sủi bọt trắng kết thành khối lớn. Theo người dân ở các khu vực có cống xà thải trên, cứ sau vài ngày, các cống này lại xả thải một lần và theo dòng, nguồn nước này chảy qua các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào Ân Thi, thậm chí xuống tận cả Kim Động. Tình trạng này gây khó khăn cho các hộ chăn nuôi, nhất là chăn nuôi thủy sản cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và gây khó khăn cho công tác đổ ải vụ xuân 2017. Đã từ lâu dọc hai bên đường liên xã Đại Đồng và Việt Hưng huyện Văn Lâm xuất hiện những bãi rác tự phát, rác lâu cỡ lâu ngày đã gây ra tình trạng xú ế, ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. Do là địa bàn giáp danh giữa hai xã, cho nên những hộ dân thiếu ý thức của hai địa phương vô tư xả ra đường với đủ các loại rác từ bọc ni lông, rau quả hư, rác xúc vật. Mỗi ngày bộ ít lâu ngày đống rác nhỏ nhanh chóng trở thành bãi rác lớn. Do rác thải sinh hoạt lưu cữu lâu ngày, đã bốc mùi hôi thối nồng nặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Vì không được thu gom nên rác thải đã tràn ra mặt đường gây cản trở giao thông. Để bảo đảm môi trường, rất cần có sự vào cuộc của chính quyền hai xã Đại Đồng và Việt Hưng. Bên cạnh đó các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc chung sức bảo vệ môi trường sống cho mình và cộng đồng. Cũng tại huyện Văn Lâm, thời gian gần đây người dân thôn Ngọc Quỳnh và chính quyền địa phương rất bức xúc về việc công ty giày Thuận Thành đã cho một doanh nghiệp sản xuất gạch thuê lại cơ sở để sản xuất gạch men, ngang nhiên đổ phế thải, lấn chiếm công trình thủy lợi và hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 5. Đây là hình ảnh trước cổng công ty giày Thuận Thành trên quốc lộ 5, đoạn qua thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Các đống phế thải này là của một doanh nghiệp sản xuất gạch men thuê lại trụ sở của công ty giày Thuận Thành đổ ra. Không chỉ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, mà cơ sở sản xuất gạch còn đổ phế thải lấn chiếm cả con mương thoát nước của thôn Ngọc Quỳnh, gây ách tắc dòng chảy, gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Trước bức xúc của nhân dân, đề nghị chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng tỉnh cần sớm có giải pháp xử lý nghiêm những vi phạm trên, mặt khác cần làm rõ việc tự ý chuyển nhượng sử dụng đất đối với công ty giày Thuận Thành. Bởi qua tìm hiểu được biết, năm nay doanh nghiệp này sản xuất không hiệu quả nên đã cho doanh nghiệp khác thuê lại trong khi vẫn còn đang nợ tiền thuê đất với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay ban tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải. Cuộc vận động sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên được phát động từ tháng 7 năm 2016, hết thời gian nhận bài theo quy định ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 140 ca khúc hợp lệ của 112 tác giả ở 19 tỉnh, thành phố tham gia. So với cuộc vận động sáng tác năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh, tăng 85 tác phẩm. Theo nhận định của nhạc sĩ Văn Ký, ban giám khảo cuộc thi, nhìn chung các tác phẩm tham gia năm nay có chủ đề rất phong phú, phản ánh về vùng đất và con người hương yên truyền thống văn hiến, cách mạng trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh. Chất lượng các ca khúc được sáng tác khá đồng đều, nhiều tác phẩm có ca từ đẹp có tính khái quát cao nhiều tác phẩm có bố cục chặt chẽ dễ nghe dễ hát đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của công chúng ban tổ chức đã trao ba giải nhì cho các tác phẩm hương yên tình đất tình người của tác giả văn thành nho sông hồng kể chuyện của tác giả dương đức và tác phẩm hương nhãn hồn quê của tác giả hoàng văn thành bốn giải ba đã được trao cho các tác phẩm tự hào thay hương yên quê ta chiều trên đê quê tôi hương yên người sáng hương yên bài ca vang xa và 12 tác phẩm đạt giải khuyến khích Thưa quý vị và các bạn, để có được độc lập tự do như ngày nay, đã có biết bao người con quê hương anh dũng đứng lên chống giặc ngoại xâm. Trong phong trào đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng. Tiêu biểu phải kể đến gia đình ông bà Hoàng Văn Thưởng, Trần Thị Dự, tại thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khói Châu. Gia đình có phát gốc dòng họ Hoàng, sinh ra cụ Hoàng Thị Loan, thân mẫu chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước lại đúng vào thời kỳ đất nước đang trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt chống thực dân pháp xâm lược ông hoàng văn thưởng sớm tham gia hoạt động cách mạng là cán bộ việt minh cán bộ tuyên truyền giáo huấn hiệu trưởng trường thương nghiệp vụ trưởng vụ huấn học ban tuyên huấn trung ương đảng ban tuyên huấn khu ủy khu tảng ngạn tuyên truyền viên cao cấp tỉnh ủy hải hưng Ngoài ra, ông còn có nhiều đóng góp cho công tác xóa nạn mùa chữ năm 1945 được nhân dân trong vùng biết đến với biệt danh Giáo Dính Hai Cổng. Dành giang giáo dính dạy chữ ngang, hoặc ông giáo dính hai cổng làng, cổng mù cổng sáng bến đỏ sang, bình dân học vụ xóa mù làng, đi học sẽ biết ông giáo dính, xóa mù dạy sáng cho mọi làng. Với công lao đó, ông đã vinh dự được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 3. Trong kháng chiến chống Pháp, cùng với chồng, bà Trần Thị Dự, nguyên cán sự huyện đội chỉ huy du kích Hoàng Ngân, kiêm xã đội phó xã Chính Nghĩa, tham gia hàng chục trận chiến đấu và lập nhiều chiến công xuất sắc. Bà Dự khi ấy vừa là cán sự huyện đội, vừa kiêm chức xã đội phó, trực tiếp chỉ huy nữ du kích Hoàng Ngân, xã Chính Nghĩa. Trong nhiều trận đánh quan trọng phải kể đến trận đánh diễn ra vào tháng 3 năm 1954, đồng chí Dự đã bắt sống hai tên địch thu các chiến lợi phẩm, điện đài, ống nhòm, súng trường. Hai tháng sau thắng lợi trong trận phục kích trên đường 39, đồng chí Dự và đồng đội lại tiếp tục phối hợp đánh địch tập kết tại thôn Lương Hội. Trận đó, quân ta đã tiêu diệt và bắt sống hơn 20 tên địch, riêng đồng chí Dự tiêu diệt và bắt sống 4 tên. Kể từ đó, biệt danh cô gái ba tài đã được đặt cho đồng chí dự. Vừa hiền vừa dịu lại vừa tươi, mà lúc sông pha mạnh tuyệt vời, đánh giặc lo nhà xây dựng nước, đảm đang lừng lẫy bốn phương trời. Khi tỉnh Hưng Yên tổng kết 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí được bầu là chiến sĩ thi đua được tặng huy hiệu của Hồ Chủ tịch và tháng 1 năm 1955, đồng chí là một trong hai chiến sĩ du kích huyện Kim Động được vinh dự đại diện cho lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân tham gia lễ duyệt binh ở thủ đô Hà Nội. Do công lao và thành tích hoạt động dũng cảm, kiên cường của mình, đồng chí đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương chiến công hạng 3, huân chương kháng chiến hạng nhì, chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đối với cái phong trào hoạt động cách mạng, đảng bộ và nhân dân xã Việt Hòa cũng đã có người con anh dũng, kiên cường, bất khuất trung hậu đảng đảng đã làm nên cái lịch sử đối với năm 1945 đó là Trần Thị Dự, đó là nữ anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp. đây là một cái truyền thống của gia đình được đảng bộ và nhân dân đã được ghi nhận trong cái lịch sử đảng bộ. Nói gương cha mẹ, đồng chí Hoàng Chính Hòa đã có nhiều sáng kiến đóng góp cho nhà nước. Người lái xe Trường Sơn năm xưa đã có bước đột phá khoán đầu xe trong ngành giao thông vận tải khi còn là giám đốc xí nghiệp vận tải xe khách Hải Hưng là người tiên phong trong việc mở tuyến vận tải hành khách đi Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắc, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ việc đi lại cho gần 30.000 người dân Hải Hưng đang đi xây dựng vùng kinh tế mới. Với thành tích đó, ông đã được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Tôi là con cái của lão thành các bạn, thì rất khoát là phải đi theo những con người bố mẹ để làm các bạn Phát huy truyền thống của gia đình, mặc dù đang công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, song các con, các cháu của ông bà luôn hăng say làm việc, cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước. Theo quy định của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy không sang tên đổi chủ và những xe được cho tặng xe sau 30 ngày không sang tên đổi chủ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 điều 80 Nghị định 46-2016 NDCP với mức tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện chủ trương trên, từ hơn một tháng nay, người dân ở khắp các địa phương trong tỉnh đã về đội đăng ký quản lý phương tiện của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh với số lượng lớn để làm thủ tục sang tên đổi chủ cho các phương tiện của mình, dẫn đến tình trạng quá tải tại địa điểm đăng ký. Trước tình hình trên, để phục vụ nhân dân làm các thủ tục đăng ký nhanh nhất, đội đăng ký quản lý phương tiện phòng cảnh sát giao thông công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường quân số, đảm bảo thời gian phục vụ tiếp dân làm các thủ tục một cách nhanh nhất mỗi cán bộ chiến sĩ đã luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, tăng cường làm thêm ngày thêm giờ để tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cho công dân, không để tình trạng ùn tắc và sai hỏng được nhân dân hết sức khen ngợi. Thực hiện đề án số hóa truyền hình của Chính phủ từ 0 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2016, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ ngừng phát sóng analog mặt đất tại trạm phát sóng Khói Châu. Để tiếp tục thu chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, đề nghị khán giả chuyển sang sử dụng phương thức thu kỹ thuật số mặt đất. Quý khán giả liên hệ số máy 03213 867 517 hoặc 0904 215 390 để được giải đáp. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai thứ Bảy ngày 31 tháng 12 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên, cùng với những tin tức thời sự cập nhật trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ông Nguyễn Văn Nhớn, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, một cựu chiến binh mẫu mực. Nhiều thôn ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, điện yếu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 30 tháng 12 theo giờ địa phương, lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria chính thức có hiệu lực. Quân đội Syria tuyên bố dừng mọi hoạt động quân sự từ 0 giờ ngày 30 tháng 12, sau khi Nga thông báo chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy đã ký một thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Syria lưu ý việc dừng chiến dịch quân sự không bao gồm cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo IS và các tay súng thuộc mặt trận Anusa cũ có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al Qaeda. Người dân Syria rất mong chờ thỏa thuận sẽ được thực thi. Thỏa thuận này rất tốt, có thể chấm dứt xung đột, chúng tôi sẽ không phải ly tán hay tàn sát lẫn nhau. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có những ý kiến bày tỏ sự hoài nghi. Tôi không thực sự tin vào thỏa thuận ngừng bắn, các phe đối lập đã từng nhiều lần vi phạm chính những cam kết mà họ đưa ra. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 29 tháng 12 đã tuyên bố sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga để trả đũa lại vụ Nga được cho là đã tấn công mạng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong tuyên bố trừng phạt Nga, tổng thống Obama nói đó là sự đáp trả cho hành động gây rối hung hăng của chính phủ Nga đối với quan chức Mỹ và các hoạt động tấn công mạng nhắm vào cuộc bầu cử Mỹ. Không những trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, chính quyền Obama còn đưa vào danh sách cấm vận hai cơ quan tình báo Nga bốn quan chức tại hai cơ quan này cùng ba công ty nga bị cáo buộc hỗ trợ hành động tấn công mạng nhập vào mỹ ngay lập tức phát ngôn viên điện kremlin tuyên bố nga sẽ trả đũa tương xứng đối với mỹ quan chức này nói rằng động thái của mỹ là không có cơ sở và phi pháp gọi đó là bằng chứng của chính sách đối ngoại hung hăng và bất ổn trong buổi họp báo thường kỳ được tổ chức chiều ngày 29 tháng 12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết, cơ quan kiểm sát quân sự Trung Quốc đã tiến hành điều tra đối với ông Vương Kiến Bình, phó tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc với cáo buộc tham nhũng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân nói rằng, các công tố viên của quân đội đã mở cuộc điều tra đối với ông Vương Kiến Bình nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Với thông báo trên, Vương Kiến Bình, 63 tuổi, là sĩ quan cao cấp đầu tiên trong quân đội, bị bắt khi đang tại vị. Từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động cuộc chiến chống tham nhũng, Vương Kiến Bình mang hàm thượng tướng, được cho là bị bắt ở thành phố Thành Đô, tỉnh Thứ Xuyên vì vi phạm kỷ luật đảng. Cách Trung Quốc chỉ các quan chức bị điều tra vì tội tham nhũng. Cảnh sát Australia vừa triệt phá một đường dây ma túy được cho là lớn nhất lịch sử nước này. Số ma túy thu giữ lên tới hơn 1,1 tấn, trị giá 258 triệu đô la Mỹ. Quan chức cảnh sát liên bang Australia cho biết, đây là kết quả một chiến dịch truy quét kéo dài 2 năm, tổng cộng 15 nghi phạm đã bị bắt và truy tố. Các đối tượng này tuổi đời từ 29 tới 63. Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh án tù trung thân. Trong số hơn 1,1 tấn ma túy bị thu giữ, có 500 kg thu được từ một chiếc thuyền ở Brooklyn, phía bắc Sydney, số còn lại bị tịch thu ở Tahiti. Cảnh sát tin rằng toàn bộ số ma túy này dành để bán ra tại Australia và có nguồn gốc Nam Mỹ. Đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử thực thi pháp luật của nước này. Australia có đường bờ biển dài 35.000 km nên các nhóm tội phạm thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Luật sư đại diện cho 36 trẻ em di cư đã nộp đơn kiện chính phủ Anh vì từ chối đơn xin tị nạn. Những đứa trẻ vừa rời khỏi trại tị nạn Calais ở Pháp sau khi nơi này bị dỡ bỏ. Tu Fika Hussan, luật sư đại diện cho những đứa trẻ cho biết là ông đang tìm kiếm xét xử ở tòa án tối cao đối với trường hợp chính phủ Anh không thực hiện lời hứa sẽ nhận thêm nhiều trẻ em từ trại tị nạn Calais. Trước khi trại này bị chính phủ Pháp pha rỡ hồi tháng 10, phía Anh cam kết sẽ nhận giúp một số trẻ em tị nạn đơn thân không có người giám hộ ở đây. Luật sư Hussan cáo buộc chính phủ Anh đã không thực hiện cam kết này mà thay vào đó đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt hơn để hạn chế số trẻ tị nạn được nhận. Các yêu cầu này là đứa trẻ phải dưới 12 tuổi, có nguy cơ bị lạm dụng tình dục, hoặc dưới 15 tuổi và phải là công dân của Syria hoặc Sudan. Chủ tịch công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản Densu đã từ chức sau vụ tự sát của một nhân viên cấp thấp mà nguyên nhân được cho là có liên quan tới văn hóa ép buộc nhân viên làm thêm việc quá nhiều. Densu xác nhận là chủ tịch kiêm sao của công ty Tarashi Ishi sẽ từ chức sau cuộc họp hội đồng quản trị tháng 1. Thông báo này được đưa ra gần một năm sau khi chết vì tự tử của Matsuri Takahashi vào Giáng sinh năm ngoái. Cô gái 24 tuổi làm việc cho Densu từ tháng 4 năm 2015. Các cuộc điều tra của công tố viên sau đó cho biết Takahashi bị trầm cảm do phải làm thêm giờ quá nhiều, trung bình đến hơn 105 giờ mỗi tháng. Nhật Bản từng ghi nhận nhiều ca tự tử vì làm việc quá sức, được coi như xương sống của nền kinh tế. Các nhân viên văn phòng bị yêu cầu đặt công ty lên trên hết. Kết thúc giờ làm, họ cũng không được nghỉ ngơi ngay mà thường phải đi tiếp đãi đồng nghiệp và khách hàng theo văn hóa công sở người Nhật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.